cậu muốn trả thù tôi, chỉ kiếm chuyện với tôi nè, đừng kiếm chuyện với anh Tâm nữa. Anh hùng lắm, cô chịu đòn tha cho nó đúng không? Tránh ra. Ngọc Bích. Sao? Muốn đánh tôi chứ gì? Đánh đi, đánh cho thỏa lòng cậu đi. Dù sao tôi cũng quen chịu đòn từ nhỏ rồi. Cút. Đánh cô hả? Tôi không muốn đánh. Cầm. Cậu muốn gì? Tôi sẽ đứng yên một chỗ, cho cô bắn 5 phát. Chỉ cần trúng 3 phát thôi, tôi sẽ tha cho nó. Làm được không? Cầm đi. Nhắm bắn được không? Không bắn được chứ gì. Đừng có xin xỏ vô ích cho nó nữa. Không biết thì tránh qua một bên, để tôi trừng trị nó. Chỉ cần bắn 5 phát trúng 3 phát. Nhưng nếu mà tôi bắn trúng hết 5 phát thì sao? Nam, mày có nghe nó nói gì không? Nó tưởng vậy bắn trúng tao lắm. Bắn trúng một lúc 5 phát. Cô thua chắc rồi. Đồ điên. Tôi hỏi lại lần nữa, nếu tôi bắn trúng 5 phát thì cậu tính làm sao? Được. Nếu cô bắn trúng tôi 5 phát, cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý hết. Cậu nói thì phải giữ lời đó nghe. Đương nhiên, tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm nè. Cầm đi. Được, tôi sẽ làm trọng tài. Nè, đạn của cô nè. Ngọc Bích, cô bắn nát thùng bao giờ chưa? Hay là để tôi bắn cho? Anh đừng có lo. Sao? Bắn được không? Ráng bình tĩnh nhắm bắn cho chúng nha. Dương cho căng lên. Có đủ sức dương lên không vậy? Hả? Tôi bắn đó nghe. Rồi, bắn đi. Bắn đi. À, à, dạ. À, trúng rồi, trúng rồi. Nè, mày có sao không vậy? Đừng có y y chứ. Nó gặp bài thôi, không có lần thứ hai đâu. Bắn tiếp đi. Vậy thì tôi bắn tiếp nghe. Tôi bắn đó, cẩn thận đó. Mày có sao không? Trúng rồi, trúng nữa rồi. Mày có sao không Tiến? Không sao, cái này tao sơ ý. Còn tới 3 phát nữa lận, tao không tin nó bắn trúng tao nữa. Có sao không? Bắn tiếp đi. Tôi bắn nữa đó nghe, cậu cẩn thận đó. Bắn đi. Tôi bắn thiệt đó nghe, cậu cẩn thận đó. À! À! Trúng nữa. Đau quá. Mà có đau quá không? Có sao không? Tôi bắn nữa nghe. Bắn đi. Tôi bắn tiếp nha. À! Rồi nha. Trời, sao nó bắn trúng hoài vậy? Còn một viên cuối cùng. Mày không chịu nổi nữa đâu, còn một viên cuối kìa. Cẩn thận đó nghe, tôi bắn tiếp đó. Lấy như lên. Hương, đừng để cho bắn trúng. Đúng rồi. Ai à? Trúng nữa hả? Nắm bắt liền. Trời ơi, vậy là thua rồi. Đáng đời. Mình thắng rồi, thắng rồi. Sao giờ? Tức thiệt.
tao vậy mà thuộc một con ở đỡ, không biết giấu cái mặt vô đâu. Cũng không trách mày được, tao không ngờ nó bắn hay vậy chứ. 5 phát trúng 5 phát, ghê thiệt. Ê, mày đừng có nói với tao là nó gặp may nha. Càng lúc tao càng thấy con ở đợi nhà mày rất là thú vị đó. Gì? Thú vị về cái thứ đó? Mày, mày không thấy nó khác mấy đứa con gái trong làng này sao? Nhất là ánh mắt lúc nó nhìn mày á, thật không giống con ở chút xíu nào. Không hề có chút sợ hãi nào trong ánh mắt của nó hết, mà rất là phong độ. Có gì lạ đâu, tại nó biết ba má tao với chị hai tao chống lưng cho nó, cho nên nó mới dám vậy. Cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng nữa. Thằng này, nói chuyện gì quầy vốn vậy mày? Tao đang bực mình nha, cuối cùng ý mày làm sao? Thì tao đang nghĩ là cho dù ba má mày, chị hai của mày có thương nó đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là con ở đợ, mày vẫn cứ là cậu chủ của nó. Làm gì có chuyện mọi người coi trọng nó hơn mày được. Bởi vậy, việc nó không sợ mày là vì nó có khí phách riêng, chứ đâu có dựa vào ai đâu. Mà tao cũng không ngờ nhỏ đó nó bắn giỏi thiệt mày. Nếu là tao nè, trong 3 phát chưa chắc gì tao trúng 3 phát đâu. Đằng này nó lại tự tin ngay từ đầu. Thì tao cũng đâu có ngờ đâu. Nè, từ nay cậu chủ là phải cảnh giác nghe, không có coi thường con ở được đâu á nha. Đây, đỡ đau chưa? Hết rồi, ba cái này mà làm khó được tao.